Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Đây là ở Đà Nẵng, Việt Nam. Hôm nay tôi đưa quý vị đến một cái nhà hàng đặc sản của Đà Nẵng, gọi là Trừng Ẩm Thực. Trước nhà hàng thì họ trồng bông rất là đẹp. Ở đây có cái hồ cá này. Ồ, cá quá nhiều quý vị ơi. Đẹp không? Rất nhiều cá. Đây là cái nhà hàng đó quý vị. Mời quý vị vô xem những cái món ăn đặc sản của nhà hàng. Hello. Đây là cái món đặc sản của nhà hàng. Rau cải. Thịt heo kìa. Ở Việt Nam thì rau cải rất là nhiều. Quay. Thịt heo quay. Bánh tráng, thịt heo luộc á, bánh tráng nướng cũng có này, mắm nêm đó quý vị, mắm nêm đó để chấm bánh tráng cuốn. Đây là cái món ăn đặc sản của cái nhà hàng này. Rau lộn xộn, biển hầu nhiều, nhìn thấy đảo ha. Bánh tráng cuốn dẻo, bánh tráng cuốn khô, bánh tráng cuốn nướng cũng có. Xin quý vị đăng ký kênh YouTube để ủng hộ. Please subscribe to support our channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Ở ngoài đó là cái đường đó quý vị. Hôm nay trời thì còn mát. Đây cũng có cái vườn cũng đẹp. Còn đây là cái bể cá, còn núi cá rất nhiều. Xin chào quý vị tạm biệt ở đây. Rồi xin hẹn quý vị video lần sau. Thanks for watching everybody. Bye bye.